Tàu PCP xin kính gửi một lời chào, một lời kính chúc sức khỏe toàn thể anh em đam mê PCP trên cả nước nhé. Đấy, trong cái chương trình giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay, lại xin được giới thiệu với tất cả anh em ba cái mẫu bơm đang bán tại ở bên shop anh em nhé. Đấy, thì hàng mới về xong thì em vừa về được mấy thùng bơm đây. Đấy, vừa mới khui xong. Đấy, đang khui ra thì tranh thủ làm cái video để anh em có thể cập nhật và tham khảo được những cái mẫu bơm và phù hợp với cái túi tiền của anh em nhé. Đấy, thì bên em đang có ba cái mẫu bơm, đó là một cái bơm nhỏ và bơm nhỡ và bơm to. Thì em sẽ để khui cái thùng bơm nhỡ ra, bơm nhỏ ra trước để giới thiệu cho anh em nhé. Đây cái hộp của bơm nhỏ anh em nhé. Đấy, đây anh em nhìn chưa, như anh em nhìn trên màn hình, đây là tất cả là phụ kiện của cái bơm anh em nhé. Đấy, sách hướng dẫn này. Đấy, anh em nhìn sách hướng dẫn nhé. Đấy, chân cánh én anh em nhé, bầu lọc nhỏ, đồng hồ nhỏ anh em nhé. Đấy, đây là tay cầm này. Đấy, dầu silicone này, để anh em dầu silicone để anh em tra vào anh em nhé. Đấy, chân này, chân gấp này, hoặc cà lê đa lăng nhé anh em nhé, để anh em có thể tháo bơm nhé. Đấy, chân cánh én, lọc ẩm này, rồi là gioăng sim này, là ốc này, là con ốc chốt đằng sau bơm này, rồi là cái đầu bơm để anh em test bơm này, đấy, lò xo này, đấy, phụ kiện này anh em nhé. Đấy, đây dây bơm này anh em nhìn chưa, đấy, dây bơm bò lọc nhỏ anh em nhé. Đấy, đấy, đây là cái thân bơm nhá, đồng hồ nhỏ anh em nhé. Đấy, rất chi là ok đấy. Đấy, ok chưa, rất chi là ok anh em nhé. Đấy, con này thì nhỏ gọn. Đấy, giá là 700 anh em nhé, 700 bao ship anh em nhé, 700 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em rồi anh em nhé. Đấy, 700.000 là anh em đã mua sắm cho mình một cái bơm như này rồi. Đấy, anh em nhé. Đấy, rất ok. Đấy, giới thiệu anh em tiếp theo bơm anh em, bơm nhỡ anh em nhé. Đấy, bơm nhỡ đồng hồ to, lọc ẩm nhỏ anh em nhé, đồng hồ to lọc ẩm nhỏ. Đây phụ kiện đi kèm theo đây, đây là dây bơm anh em, dây bơm bầu lọc nhỏ anh em nhé, bầu lọc nhỏ này, dùng có dầu silicone này. Đấy, cà lê đa lăng này anh em nhìn chưa, đấy cà lê đa lăng để anh em tháo van nhé. Đây là có bông lọc ẩm gioăng sim, đấy gioăng sim, rồi là ốc, rồi là cái tét bơm, rồi là đầu để anh em bơm anh em nhé. Đấy, cà lê, đấy lục lăng này. Đấy, đây đồng hồ đó. Đấy, đây đồng hồ cho anh em nhé, đồng hồ to. Đây, đồng hồ 50 mba anh em nhé. 50 mba anh em có thể bơm lén được khoảng 300 cân cho em anh em nhé. Đấy, rất ok anh em nhé. Đây, anh em chưa, bơm hiệu con báo anh em nhé. Đấy, chân là chân gấp anh em nhé. Đấy, chân gấp rất ok đúng anh em. Đấy, cái bơm nhỡ này đang có giá là 850.000 anh em nhé. Đấy, 850.000 bao ship anh em nhé. Đấy, còn đây giới thiệu anh em con tiếp theo. Đấy, anh em thấy chưa, đây là đầu lọc bơm to, lọc ẩm to. Đấy, đồng hồ to anh em nhé. Đấy, đây phụ kiện đây, có bông lọc ẩm này, gioăng sim này, rồi là cái đầu bơm để test bơm này, để bơm này, ốc này, lục lăng này. Đấy, đầy đủ phụ kiện cho anh em nhé. Đấy, cà lê đa lăng này, cà lê đa lăng này, dầu silicone này. Đấy, đầy đủ cho anh em luôn. Đồng hồ nhá, đồng hồ là đồng hồ to đấy anh em chưa, đồng hồ 50 mba nhá. Đấy, chân là chân gấp anh em nhá. Đấy, chân gấp đầu hiệu đầu con báo anh em nhá, anh em nhìn chưa. Đấy, đây nhá, đầu báo đầu hổ đây anh em nhá. Đấy, rất chi là ok. Đấy, khi anh em mua thì em sẽ tặng cho anh em một lọ nước làm mát anh em nhé. Khi anh em mua bất kể một cái bơm nào bên em sẽ tặng cho anh em là một lọ nước làm mát bơm anh em nhé. Đấy, hỗ trợ anh em là đổ nước làm mát luôn. Không thì anh em nào mà biết đổ rồi thì anh em có thể là em sẽ gửi cho anh em cả luôn cái như này về anh em tự đổ anh em nhé. Đấy, một lọ như thế này là anh em có thể đổ được bao lần anh nhỉ? Một lọ này anh em đổ được 3 đến 4 lần đấy anh em nhé. Đấy, đấy, đổ nước làm mát bơm đấy. Anh em mua hàng thì em sẽ tặng kèm cho anh em cái này anh em nhé. Đấy, giá rất chi là hợp lý đấy. Bơm nhỏ,
bơm nhỏ là 700.000 anh em nhé, 700.000 bao ship đấy, tặng cho anh em một lọ nước làm mát này. Đấy, đây, thấy chưa? Đấy, bơm nhỡ nha anh em nhé, đây, bơm nhỡ đây, bơm nhỡ này, tặng cho anh em một lọ nước làm mát anh em nhé. Đấy, bơm to này, tặng cho anh em một lọ nước làm mát nha anh em nhé. Đấy, anh em là có nhu cầu mua hàng thì điện thoại trực tiếp cho em. Đấy, số điện thoại em để đây. Anh em nghe chưa? Đấy, số điện thoại em để kia. Đấy, 0869 39312. Đấy, 0973194222. Đấy, ship COD cả nước cho anh em nhé. Anh em ở đâu em cũng có thể ship đến nhé. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nha anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu mua hàng cứ điện thoại trực tiếp cho em. Đấy, anh em nhé, mua điện thoại cho em cho nó nhanh anh em nhé, chứ nhắn tin Zalo nhiều khi em bận cũng không trả lời được, anh em thông cảm nhé. Rồi, một video ngắn em xin dừng đây. Anh em xem video đừng quên đăng ký kênh anh em nhé, để ủng hộ shop, để cập nhật những cái video mới nhất, những cái sản phẩm mới nhất bên shop đăng tải anh em nhé. Rồi, chào anh em.